Thưa quý vị và các bạn, dòng phụ BA2 của biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện là nguyên nhân chính gây ra các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Âu và châu Á, làm gia tăng lo ngại về khả năng bùng phát một đợt dịch mới tại Mỹ. Dù lý do gia tăng số ca nhiễm BA2 là gì, thì các nhà khoa học cũng cho rằng đây là một lời nhắc nhở rằng virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục gây hại, nhất là đối với những người chưa tiêm phòng và những nhóm người dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, BA.2 hiện gây ra 86% tổng số ca mắc COVID-19 đã được giải trình từ gen virus gây bệnh. BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với các anh em ruột của mình là BA.1 và BA.1.1. Tuy nhiên, cho đến nay các bằng chứng cho thấy biến thể này có thể không gây bệnh nặng. Cũng như với các dòng phụ khác thuộc họ Omicron, các vaccine ít hiệu quả đối với BA.2 hơn so với các biến thể trước đó như Alpha hoặc là chủng gốc SARS-CoV-2 và khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian, tuy nhiên theo dữ liệu của cơ quan an ninh y tế anh mức độ bảo vệ của vaccine sẽ được khôi phục sau khi tiêm mũi tăng cường đặc biệt trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong